9.2 là công thức tổng hợp các viện ha. Hồi nãy mình nói đậm độ là đậm độ người ta căn cứ trên cái mình gọi cái house view. Đây ha, mình cứ nhớ mấy này thật mấy nào. Nó lý thuyết quá mình tự đọc, tôi chỉ nên nhắc cái là tiếng này để anh chị lưu ý. Rồi trong đó thì đậm độ của nước mình nhớ là độ house view đó là đậm độ của khí là thấp nhất. Cái nào đậm độ càng cao thì cái hình ảnh của nó là độ đậm. Độ lực thần thấp thì nó không có nhận được cái tín hiệu của máy như vậy thì nó sẽ là cái cây màu đen. Như vậy thì số lượng khí là trừ 1.000 ha tiêu unit thì nó sẽ là màu đen. Giống như xương vậy thôi. Còn xương là đậm nhất, như vậy là xương màu trắng. Không khí màu đen thì không có khác gì xương hết. Cái cấu trúc vật chất nào mà hấp thụ tiết nhiều thì nó hấp thụ càng cao thì dễ khả năng mình sẽ lấy nguyên liệu mình chỉ nói chút xíu để mình phân biệt thôi. Chất trắng và chất sáng. Nhưng mà thấy ở trên cái vỏ não của mình thì thường là bắt đầu là mình sẽ có chất sáng và chất trắng. Ở ngoài sẽ là chất sáng. Chất sáng chứ. À chất chứ. Đúng rồi, chất sáng chứ. Ở ngoài sẽ là chất sáng, tại vì chất sáng là tập trung của những cái tức là body cell của các neuron thần kinh. Và sau đó mình cái sợi trục axon là bao nhiêu cái rễ rẽ xuống thì lúc đó là những cái sợi đó là chất trắng. Nó khả năng mình sẽ thấy. Nhưng mà mình thấy cái sáng cái trắng, nhưng mà thấy chất trắng ở đây là mình có nhìn thấy để tôi ghi nhận đây, chất trắng nó lại hấp thu cái độ hấp thu thấp hơn. Tại ra trên hình ảnh á, mình thấy trên hình ảnh mà CD ray á, chất trắng thì màu nó lại màu đen hơn, chất sáng nó ngược lại nhau, chất sáng màu nó trắng hơn. Đó, mình thấy cái viền nó sẽ trắng hơn nếu mình nhìn trên cái trang diện, nhìn thấy cái viền nó trắng hơn ở cái tại vì cái độ hấp thu nó thấp hơn hay chất sáng. Mình thấy đó sao trắng nó lại phải trắng hơn mà cái này trắng nó lại sáng hơn. Mình lưu ý cái đó nó ngược lại thôi. Nếu nào cần lưu ý thì mình lưu ý cái gì đó, mình coi trên cái này cái là chất trắng này mình thấy độ phân suy có 20 cho 30 thôi, người chất sáng thì tới 35-45 thì cái hình ảnh mình nó hấp thu cái tia x nó sẽ nhiều hơn. Hay như vậy chất sáng nó hấp thu tia x nhiều hơn. Rồi thay đổi đậm độ này mình có nha, đây là màu khá là iso-dense, tổng đậm độ hypo-dense hay là hyper-dense. Xuất huyết là có đậm độ cao, lưu ý xuất huyết là đậm độ cao, tức là hyper. Rồi còn vùng phù não, nó gọi idema, brain idema. Như vậy thì mình chuyển chấn thương có hai dạng, ví dụ người ta gọi là cerebral hemorrhage, tức là xuất huyết não là bị tăng đậm độ. Rồi mình cerebral infarction, tức là chúng ta bị nhồi máu não là giảm đậm độ. Còn cái nữa gọi là giật não, tức là brain edema là giảm đậm độ. À, nó có những cái lưu ý. Còn khối u thì nãy tôi nói là khối u thì có lúc tăng lúc giảm. Thì chúng ta lưu ý như vậy, chúng ta sẽ lưu ý là xuất huyết để mình thấy một cái chụp CT và tăng đậm độ thì mình kết luận là xuất huyết lần này. Xuất huyết não có cái vùng thì mình cứ coi những vùng đó, đúng không? Rồi còn giảm đậm độ thì chúng ta coi cái vùng đó làm cách kết luận là nhỏ nào, hoặc là ví dụ chấn thương TBI, traumatic brain injury thì chẩn đoán là giật não. À, còn ta bị ví dụ ta bị tiền căn huyết áp cao đột quỵ mơn thì mình chẩn đoán là nhỏ nào. Còn ta bởi vì cái coi trên lâm sàng đó. Rồi bảo ghi nè, tụ máu dưới màng cứng đồng đậm độ với chất xám dưới màng cứng ha, gọi là subdural. Tăng đậm độ trên CT của não thể bình thường như thế này để mất công lắm tiền nhiều ha. Nhưng mà cần nhớ cái này, có hai cái nào cần nhớ thì nhớ là ví dụ trên cái hình đó hồi nãy có thể có những dấu tăng đậm độ ví dụ nó màu trắng phân biệt cái vôi hóa như vậy làm sao phân biệt được. Rồi thấy rằng nó có những cái chỗ sẽ phân biệt là cái vôi hóa thì thường nó phải đối xứng hai bên và vôi hóa nó nằm thường nó có vị trí thường vôi hóa thì nó có những vị trí mà thường gặp chứ không phải là chỗ nào nó vôi hóa được. Cái vôi hóa thì thường là cái nguyên cái não nè, cái não thì giống như cũng cái này vậy thì cái đường mà nãy mình nói cái liền hóa não mình gọi là phân sơ-ri thì nó gây vôi hóa ngay cái đường liền hệ não là một. Cái điểm vôi hóa thứ hai thường hay gặp ở trong cái nó gọi là đám rối mạch mạc. Đám rối mạc nó nằm ở hai bên trong cái não thấp bên á. Đám rối mạch mạc tức là nãy mình thấy cái hình ảnh não thấp bên, ví dụ để những chỗ không chỉ nếu phân biệt vôi hóa thì nhìn thấy vôi hóa nếu mình thấy tăng đậm độ lên cái mình nói là cái này là bị xuất huyết không phải nha. Nó thường vôi hóa nó chỉ vôi hóa ở đâu, một là cái đường này mình gọi là lãnh cái cảnh liền đại não thì nó vôi hóa ở trên cái đường này, cái nó vôi hóa nằm ở đây, cái đường đánh của não cảnh này
cái đất trắng nằm ngay một chỗ thì cái dưới cái lề đại đạo đó, thì cái đó hồi hóa. Rồi thứ hai là ngay cái tức là cái mảng đó là đá rất là tảng Lexus Toroid, thì nó sẽ nằm ở hai bên của cái này, nó nằm hai bên của cái não thất, não thất bên nắp đèn, mà thấy hai cái chấm mà trắng trắng nằm đây là một chút biết nha, cái chấm mà nằm ở đối xứng hai bên của cái não thất bên thì cái đó là vôi hóa của đám rối mặt bàn. Một cái thứ ba thường hay gặp nữa là nằm ở tuyến tùng. Các chị thấy trong cái hình mà tuyến tùng nó mình gọi là pineal, pineal gland đó. Tuyến tùng ví dụ như giả sử như bây giờ mình thấy cái đầu mình đây nè, nếu mình hồi nãy mình cắt cho cái nãy là isogland, bởi mình cắt cho cái sagittal gland thì tuyến y mới nằm ở trước, chứ không cái đường mình thấy cái này là tuyến y nằm trước thì phía sau hết tuyến y sẽ là tuyến tùng. Tuyến y mà nằm ở phía trước của cái đảnh hải mã nè, ở đây ha, não này thì mình sẽ cắt trên cái sagittal gland. Cái này gọi là pituitary, còn này là pineal, tuyến tùng. Tuyến tùng mà nằm ở phía sau là cái nó giữ cái nhiệm vụ tiết ra gì các chị nhớ không? Melatonin thứ hai là năng lượng tiết ra buổi tối, năng lượng buồn ngủ buổi tối đó. Buổi tối mình ngủ là tại vì cái sinh lý nó tiết ra cái melatonin vào buổi chiều tối. Thế bắt đầu cái buồn ngủ buổi tối là do cái tuyến tùng. Thành ra tao mình thấy cái người mất ngủ ngày chúng cái melatonin là gì? Nó còn cái một chỗ đó là hạt nền. Đó là exoganglion thì hạt nền nó lại nằm ở dọc hai bên của cái não thất, thì đó là chỉ có một số vị trí đó thôi, còn thường thường thì ngoài những cái đó, còn những cái mà xuất huyết thường nó ít khi đối xứng, còn những cái xuất này những cái cắm xuất cắm mà vôi hóa thì thường nó có cái vị trí đó thôi. Rồi giảm tốc độ gặp trên CT sọ não bình thường, mấy cái này để giúp mình nè. Rồi có cái hình gọi hình cửa sổ. Hình cửa sổ tức là những cái hình này người ta giúp mình phân biệt cái cấu trúc gì của cơ thể. Giờ cái hình này thì thấy vừa thấy sọ vừa thấy nước não, tức là ví dụ như có những nước xương chút xíu, tôi thấy không biết có rõ không, đặt cửa sổ xương, nó đặt cái độ cao xương thấy xương là không thấy nước não. Còn cái hình mà muốn rõ thêm cái hình mình sẽ lấy học cửa sổ chất não, có nghĩa là họ chỉ chụp cái hình để mình thấy chất não thôi, xóa xương hết không thấy xương, thì mình sẽ thấy cái này, thì mình sẽ lấy hình này. Đây là cửa sổ chất não này, tức là họ chụp lên mình không thấy xương nữa. Tập trung cái độ cao siêu của chất não trong thành mình sẽ thấy hình chất não rõ hơn. Những cái hình này nó sẽ giúp cho mình để thấy cái hình của vùng con não rất rõ. Và hồi nãy đây là cái loại thứ ba mình thấy là họ không thể nhắc cắt ở đây, không thể nhắc cắt đây, nhưng mà mỗi cái hình họ có cái nhắc cắt. Tức là mình nhìn cái hình này là giúp nhắc cắt ở vị trí nào. Rồi, như vậy thì mình sẽ hình thấy cái hình này là mình nhìn thấy rõ. Rồi ha, mình sẽ thấy nè, nên từ hình này là cắt từ trên xuống dưới nè, mình thấy hai bên bên phải bên trái giống như nãy thôi, ở đây là từ đỉnh nè, xuống tới cái não thất nè, đây đứng được nè, xuống đây là hai não thất bên, hai não thất bên, như vậy trên đây là đầu xuất hiện vị trán, đây là vị trán, hai bên sẽ bị đáy dương, đằng sau đã là vị cảnh. Rồi mình sẽ thấy thêm cái này là hai cái này là dàn rồng, tới bắt đầu khi xuất hiện chỗ này các chị nè, thấy hình rõ vậy chưa? Cái chỗ này bắt đầu não thất ba thì hai bên này đồ thị nè, các chị thấy đồ thị chưa, giống như hình cái bướm nè, cái hình này rõ hơn nè, đây đồ thị nè, hai cái này đồ thị thì cái này sẽ là cái lentiform và cái nhân bèo, nhân bèo chỗ này ha, và cái đường rãnh này sẽ là bao trong, ở đây sẽ là nhân đuôi nè, đầu nhân đuôi, đuôi nhân đuôi, và rãnh ngoài là bao ngoài, cái này cũng dễ nha, mình sẽ thấy như vậy là mình sẽ tiếp cái hình này nó rõ dần xuống, và những hình ảnh này giúp cho mình thấy bằng cái chất não hình ảnh rõ hơn mà không thấy xương. Lúc đó thì những cái mà Lepiner stroke mình mới thấy, những cái nước lần cái chấm mình sẽ thấy cái chấm đây nha, các chị sẽ thấy một chút trên hình cũng có, hình cũng rõ lắm, nhưng mà sẽ thấy nếu tự nhiên thấy một vài cái chấm cái nắng này nè, cái chấm trắng á, mà bệnh nhân nói là bác sĩ rằng bác sĩ chẩn đoán tôi bị nhồi máu não, cái điều mình khám lại mình khám sức cơ hai bên thấy sức cơ ăn rất tốt hết bình thường, nhưng mà nếu nó nhồi não thì đa số là bị Lepiner stroke, tức là họ bị cái nhồi máu não lộ huyết đó. Thành ra nó không ảnh hưởng vận động, nó không ảnh hưởng cảm giác gì hết, họ chỉ có cái chụp hình lên thấy là chỗ não thôi. Thì những người này có cái high risk, cái động nguy cơ, sau này mình phải dùng mấy cái statin để phòng ngừa vân vân. Thì chúng ta sẽ lưu ý mấy cái đó, thì trên cái hình đó chúng ta nếu mà vừa chụp cái hình mà
cũng thấy được em trai mới thấy là dùng trong mấy cái lecturer stroke. Người ta thấy đây là cửa sổ, nhưng mà mấy lúc tiền ta thấy đây là ảnh này là cửa sổ chứ không.